Hello mọi người nha, xin chào toàn thể anh chị em đang quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và xin chào 20.000 khán giả thân thương đã ủng hộ kênh em Lợi, đăng ký kênh. Và hôm nay em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger, sản xuất năm 2019, số tự động XLS một cầu, máy dầu, màu xám lông chuột. Với cái chiếc xe mà còn rất là đẹp đây. Toàn bộ xe cam kết bao zin không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên bản và toàn bộ xe pháp lý bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Xe cam kết không có phạt nguội kể từ ngày giao xe nhé. Đấy, toàn bộ đồng sơn của chiếc xe này, sơn xe được trang bị nước sơn màu xám nhé. Và xe được bác chủ lắp màn hình ghế da và thêm nắp thùng thấp nhé. Đấy, một cái chiếc xe bán tải thì với em thì nhìn thấy cái chiếc nào mà lắp nắp thùng thấp thì rất là bắt mắt và cực kỳ đẹp vào form dáng của bán tải. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe thì alo em Lợi nhé. Và kênh của em Lợi thì tập trung vào làm các dòng xe bán tải để cho anh em phục vụ công việc là chính nhé. Đấy, toàn bộ các cái phần đèn hậu phía sau này, cản sau này đều rất là đẹp nhé, không có móp méo gì. Và xe được lắp thêm camera lùi này. Với cái chiếc xe này thì khung gầm thì quý anh chị yên tâm nhá, sơn khung gầm không phủ nheo này, cổ bô cổ xả của chiếc xe khá là sáng này, sàn thùng không bị móp méo gì, tất cả các cái phần gầm thì chất gầm quá là mới và đẹp luôn. Đó, toàn bộ xe khung gầm Hà Nội này, cổ bô cổ xả cực kỳ sáng và đẹp. Anh chị em có thể nhìn cái gầm như khu vực đồng bằng nó chạy nó khác với lại khu vực miền núi hoặc là khu vực vùng biển. Đây là cái đồng sơn bên lái của chiếc xe nhé. Tất cả đồng sơn này đều rất là đẹp và long lanh. Với chiếc xe này thì lốp lá còn rất là dày, anh em yên tâm nhé. Về cái phần lốp đây, em khẳng định lốp dày và đát lốp thì đều là 2022 nhé. Đây, toàn bộ các phần chassis này đến cu lốp này không chạy công trường, nó còn rất là mới và đẹp nhé. Đấy, bậc lên xuống của chiếc xe nó không bị móp méo và các cái khe hở cánh cửa nó đều và đẹp, zin theo xe, tay nắm cánh cửa này, kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt và không bị rạn nứt nhá. Bên em Lợi đã kiểm tra tất cả các cái kính thì đều vin theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây, phần lốp này, phía trước này, la răng, khung gầm chassis, phía đầu răng chassis giảm sóc này. Đấy, còn rất là đẹp nhá. Đây, cái bướm gầm phía trước đây, quý anh chị nhìn cái bướm gầm này, máy này khá là đẹp. Đấy, ba đời sốc đến đèn pha, cabo của chiếc xe là sơn zin, mặt ca lăng này khá là nguyên bản và không móp méo, không chảy xước gì. Đấy, rất đẹp nhá. Vâng, sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo, gioăng chống ồn của chiếc xe đều zin và xe thì được bác chủ bọc ghế da màu đen. Nguyên bản của chiếc XLS này là nội thất ghế nỉ nhá. Đấy, từ các cái gioăng chống ồn này, cột kèo, táp ly, cánh cửa đều rất là mới và đẹp nhá. Sùng chỉ cánh cửa đây, bác nào biết xem keo chỉ này, bao zin hết toàn bộ. Và các cái phần sơn lòng trong này là nguyên bản nhá. Đấy, ốc cánh cửa là nguyên zin, táp ly cánh cửa này, lên xuống kính điện nhá. Đây, toàn bộ các cái phần kính đều có hàng Ford và theo năm sản xuất của chiếc xe. Bậc lên xuống cột kèo này, đấy, ốc cột này, đến gioăng chống ồn này, lòng trong sơn zin hết, nội thất ghế lái bên lái và bên phụ này, trần của chiếc xe thì được bọc trần quả chám và xe được trang bị vô lăng tay lái trực lực điện nhá, hộp số tự động một cầu này, màn hình táp ly, bàn thờ và thêm cam hành trình, đấy, vô lăng của chiếc xe nó khá là mới đấy quý chị này, xe Ford Ranger và bàn đạp phanh ga. Sàn da đây, chạy sàn da đầy đủ hết nhé. Ốc khóa bản lề này, ốc cột kèo là bao zin. Em Lợi thì tập trung quay chi tiết về các cái sản phẩm và từng chi tiết nhỏ của cái xe, sản phẩm mà em Lợi bán thôi. Đây, toàn bộ các cái phần sàn này, đến ghế phía sau này, đấy, cột kèo đến ốc khóa này, đều zin nhé.
Đấy, quay mộc và quay thực tế luôn. Quý anh chị xem video sẽ hình dung được cái chất xe nó đẹp như thế nào. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nào mà có nhu cầu quan tâm mua bán, trao đổi tất cả các dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Vâng, đây là cái sàn thùng của chiếc xe nhé. Đèn hậu hai bên đều màu này. Và các cái phần cốp phía sau đèn đều theo năm sản xuất và đều nguyên zin hết nhé. Đinh bấm, đinh dập cột này. Sàn thùng không chở hàng nặng nhé. Chỉ cốp đây, nguyên bản hết này. Ốc cốp đều rất là đẹp. Bác nào biết xem keo chỉ đây. Keo chỉ zin 100%. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây. Táp ly cánh cửa này. Rất mới và đều nhau. Đấy, sùng chỉ kính đèn đều được dán phím cách nhiệt rồi. Nội thất ghế bên lái bên phụ cột kèo trần phào. Đây, các cái khóa chữ U của chiếc xe nó còn sáng và đẹp nhé. Vào đây. Đấy, tất cả các cái phần là cửa đều đóng chắc chắn nhé. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, và với cái chiếc xe đời 2019 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đây em Lợi sẽ quay vào cái phần khoang máy động cơ cho quý anh chị xem này. Từ các cái ốc tai, đầu răng, ốc cabo này là chưa tháo lắp gì. Và các cái nhựa của chiếc xe còn rất sáng và mới nhé. Đầu răng, tai, này, chân đèn này. Đây, máy khoang động cơ này còn sáng và đẹp nhé. Cổ bô cổ xả zin từng con ốc luôn, máy rất chi là sáng. Két nước là nguyên này, toàn bộ các cái phần ốc nguyên bản hết. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy nổ rất là êm và quý chị này, toàn bộ động cơ máy không có rung lắc gì. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2019, số tự động XLS một cầu, máy dầu màu xám lông chuột, xe đăng ký tên cá nhân và bên em Lợi đã rút hồ sơ. Giá thì bên em đang chào bán là 515 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.